quá trình thiết kế, thi công hoàn thiện nội thất căn hộ Minato. Một căn hộ Minato 74m2 với khu vực dự kiến đây sẽ là khu vực phòng khách, kết hợp kèm theo đó là khu vực phòng bếp. Tiếp theo đây là phòng ngủ nhỏ. Kèm theo phòng ngủ nhỏ ở đây, chúng ta thấy có cái view rất là đẹp. Căn hộ có view rất là đẹp. Nhìn thẳng ra khu Vinhome và cầu Rào 2. Mà hiện nay My House đang bắt đầu vào quy trình khảo sát, vì vậy hệ thống điện chưa được cung cấp đầy đủ. Vì vậy chúng ta có thể thấy là vẫn còn rất là tối vì chưa có đèn. Ở đây là một phòng ngủ rộng hơn, đó là phòng ngủ master. Bên cạnh phòng ngủ to đó là một nhà vệ sinh dành cho phòng ngủ to. Qua khu vực bếp này, chúng ta sẽ có một khu vực sân ướt. Sau này khu vực sân ướt này sẽ có máy giặt, máy sấy, cũng như là khu vực có thể để phơi quần áo.